Người tuổi Sửu vốn cần cù chăm chỉ, nhưng bạn có biết chỉ cần bài trí bàn thờ đúng cách, may mắn và tài lộc sẽ tự tìm đến. Bài trí bàn thờ chuẩn phong thủy mang lại bình an may mắn cho gia chủ tuổi Sửu. Bài trí bàn thờ chuẩn phong thủy là việc làm tốt lành giúp quý bạn tuổi Sửu thu hút tài lộc, nhận được may mắn bình an, mọi việc hành thông trong cuộc sống. Dưới đây là một số cách cụ thể cho gia chủ tuổi Sửu, mời quý bạn tham khảo. Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên đặt bàn thờ theo các hướng tốt như hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông. Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 nên đặt bàn thờ gia tiên dòng tộc theo các hướng Đông, Sinh Khí, Đông Nam, Thiên Y, Bắc, Diên Niên, Nam, Phục Vị. Còn gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 nên đặt bàn thờ tốt nhất là theo hướng Tây, sau đó là Đông Bắc, Tây Nam hoặc Tây Bắc thì mới chuẩn phong thủy. Vậy thì gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 thì sao? Quý bạn có thể đặt bàn thờ theo các hướng tốt như hướng Nam, Sinh Khí, Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông. Bởi việc bài trí bàn thờ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân quý bạn mà còn tác động trực tiếp đến các thành viên trong gia đình, nên hãy lưu tâm thật kỹ nha. Ngoài việc chọn hướng đặt bàn thờ chuẩn phong thủy, quý bạn cũng cần phải thật sự đặt cái tâm của mình để bài trí, chuẩn bị đồ thờ cúng và các vật phẩm đi kèm thật tươm tất, đủ đầy. Vậy thì bạn đã biết cách bài trí bàn thờ để mang lại bình an và may mắn cho gia đình hay chưa? Thưa quý bạn, một việc làm nhất thời chắc chắn không thể mang đến kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong hành trình tìm kiếm những giá trị tốt đẹp thông qua việc thờ phụng ông bà tổ tiên. Việc mà chúng ta cần làm không chỉ là cầu mong sự tốt đẹp cho bản thân, mà phải dành trọn tâm ý, lòng thành để tưởng nhớ đến cội nguồn của mình. Vì vậy, quý bạn tuổi Sửu hãy hết sức lưu tâm trong việc bài trí bàn thờ và thờ cúng tổ tiên. Hãy để Bửu Liên đồng hành cùng bạn trên hành trình kiến tạo không gian tâm linh, an lạc và thịnh vượng. Di sản không gian Phật giáo Bửu Liên.